Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần 1 và phần 2. Ở trong phần 1 thì chúng ta đã nắm được thế nào là biến cố hợp, biến cố giao và biến cố xung khắc rồi đúng không nào? Trong phần 2 là mã là chúng ta đã nắm được biến cố độc lập rồi. Biến cố độc lập. Như vậy trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần 3 là mã, đó chính là các cái quy tắc tính xác suất. Trong đây nó có hai công thức em. Một là công thức cộng, hai là công thức nhân xác suất. Nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần hoạt động 5 này. Cho ngẫu nhiên một số nguyên dương không vượt quá 20. Nguyên dương mà không vượt quá 20 nghĩa là từ 1 cho tới 20 đúng không? Từ 1 tới 20 nghĩa là cái không nhân mẫu này. Không nhân mẫu là nó nguyên dương thì không thể nào chúng ta lấy số 0 được. Không vượt quá 20 nghĩa là chúng ta lấy tới 20 thôi. Xét biến cố A, số được chọn viết ra là số chia cho 2. Như vậy thì số nào mà từ 1 tới 20 chia cho 2 này, 2, 4, 6, 8, 10, đúng không? Rồi 12, 14, 16, 18 và 20. Dù thế, số B, biến cố B này được viết ra số chia hết cho 7. Chia cho 7 thì chúng ta sẽ bắt đầu từ số 7, số 14, đúng không? Cả 2 chứ mấy hả nhỉ? Vượt lên nữa 21 rồi, quá rồi. Rồi tiếp tục. Như vậy ở đây thì cái số phần tử không nhân mẫu đó chính là bao nhiêu? Là 20 phần tử đúng không? Từ 1 tới 20 là sẽ là 20 số, 20 phần tử. Ở đây người ta yêu cầu kiểm tính BA, BB, A giao B, B hợp. Hợp rồi các kiểu thì em nhớ này, công thức này. Để tính xác suất của biến cố A thì em nhớ này. Xác suất thì ký hiệu chữ B là BA sẽ bằng số kết quả thuận lợi của biến cố A chia cho số phần tử của không nhân mẫu. Đó. Thì chúng ta áp dụng công thức này để chúng ta làm. Thì bây giờ này chúng ta, như vậy từ đây chúng ta thấy là suy ra N của A là bao nhiêu, chúng ta đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy đây có 10 cơ loại thuận lợi. Ở B là mấy? 1, 2, chỉ có 2 kết quả thôi. Như vậy từ đây chúng ta cũng sẽ suy ra BA. BA chúng ta sẽ bằng NA chia cho N của Omega. Như vậy sẽ bằng 10 phần 20 là bằng 1 phần 2 này. Từ đây chúng ta suy ra BB sẽ bằng là NB. Cái việc tính xác suất này chúng ta học chương trình lớp 10 rồi nha. Như vậy sẽ bằng là 2 phần 20 sẽ bằng là 1 phần 10. Cái này bằng 1 phần 2 này. Đúng chưa? Rồi bây giờ A hợp B. Đây là hợp này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy hợp trước. Hợp thì chúng ta sẽ lấy những cái A hoặc A hoặc B. Như vậy ở trong đây nó có trùng với 14 nè. Chứng tỏ đây có số 7 nhét vô chỗ này. Như vậy chúng ta cũng ghi lại hết cả cái này, thêm số 7 này nữa. Để vô đây để nó ra được là A hợp B đúng không? 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 và 20. Chứng tỏ hồi nãy đây chúng ta đếm là 10 thì thêm số 7 này vào đây nữa thì nó sẽ là 11. Như vậy số phần tử của A hợp B chắc chắn ở đây sẽ là 11 này. 11 nên từ đây chúng ta suy ra xác suất của A hợp B sẽ bằng là N của A hợp B chia cho N của không nhân mẫu sẽ bằng là 11 phần 20. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta tính tới A giao B. A giao B có nào chung? Đó chính là số 14 nè. Đó chính là số 14. Số 14 nên từ đây chúng ta suy ra cái số phần tử của A giao B sẽ là mấy? Là 1. Nên từ đây chúng ta suy ra B của A giao B. A giao B này nghĩa là AB á, ha, sẽ bằng mấy em? Sẽ bằng là N của A giao B chia N của Omega sẽ bằng là 1 phần 20. Đó, câu A các em, đúng chưa? Vậy thôi. Giao thì chúng ta lấy cái chung. Thì hai tập hợp hai biến cố AB thì nó chỉ có chung đó chính là số mấy? Đó chính là số 14 này. Còn hợp thì chúng ta đã biết rồi, hạt A hạt B. Rồi chúng ta đi sang ở câu B này. So sánh cái này và cái này đúng không? Thì bây giờ chúng ta tính cái này trước này. Bây giờ chúng ta tính cái này nha, chúng ta ráp vô này. B của AB, B của A là bằng 1/2. 1/2 cộng B của B là 1/10 trừ ở đây cho B của A giao B. B của A giao B đâu rồi? Đây. Là đây là 1/20. Ta tính ra bằng bao nhiêu nha, ta dùng máy tính ta bấm.
Đây, khỏi câu hỏi. Dùng máy tính bấm thôi, 1 phần 2. Còn 1 phần 10. Và chúng ta trừ đây cho 1 phần 20. Đây, kết quả đây sẽ bằng là 11 phần 20. Đúng chưa? 11 phần 20 mà hồi nãy chúng ta tính BA hợp B. BA hợp B bằng 11 phần 20. Nãy chúng ta tính thằng này bằng 11 phần 20. Nên từ đây chúng ta suy ra là B của A hợp B công thức cộng này. BA hợp B sẽ bằng là đây. Bằng cái này. Là bằng BA cộng BB. Và trừ đi cho B của A giao B. Người ta viết như này cũng được. Hoặc là người ta sẽ viết là B của AB như này cũng được. Tại vì trong hai cái bộ sách kết nối ở chân trời người ta viết cái này là B của AB. BAB này nghĩa là BA giao B. Được chưa? Được chưa? Rất là dễ hiểu không em? Chả gì khó hả? Rồi. Đây. Nếu em muốn bài bản thì thầy cũng chuẩn bị sẵn cho các em này. Đó. Nó nằm gọn ở trong màn hình. Ta bấm cái màn hình lại. À, để chúng ta ghi chép nha. Ta áp dụng công thức tính xác suất chương trình lớp 10 đã được học rồi. Như vậy thì cho hai biến cố A và B, khi đó A mà hợp B, xác suất này, cái chữ B này gọi là xác suất nhé, cái chữ B này gọi là xác suất của biến cố A hợp biến cố B, nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A cộng xác suất của biến cố B và trừ đi cho xác suất của biến cố A giao biến cố B. Cái này là giao này. Còn nếu như hai biến cố A và B xung khắc, nghĩa là A giao B bằng tập hợp rỗng, nghĩa là xác suất của A giao B sẽ bằng 0. Vì thế ta có hệ quả này. Nếu ta chứng minh được A và B xung khắc, A và B xung khắc nghĩa là cái thằng này bằng 0, thì công thức nó chỉ như thế này thôi. Còn nếu A và B không xung khắc thì chúng ta sẽ áp dụng vào công thức ở trên này. Cái công thức ở trên này gọi là công thức chung cho tất cả các cái biến cố khi chúng ta tính biến cố hợp, xác suất của các biến cố hợp nha. Còn khi chúng ta chứng minh được các biến cố đó là xung khắc đó, thì chúng ta chỉ việc không mà trừ thì giao này nha. Tại vì lúc đó nó đâu có chung đâu mà trừ. Các em hiểu chưa? Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo để chúng ta áp dụng công thức này nha. Chúng ta đi sang ví dụ 5 này. Cho ngẫu nhiên một số nguyên dương có hai chữ số, xét biến cố A hai chữ số và số nguyên dương thì chắc chắn là từ số 10 tới số bao nhiêu? 99 đúng không? Đúng chưa? Nhớ này, để tính số phần tử này các em nhớ này, đây là số liên tiếp nghĩa là 11, 12 đấy, thì chúng ta lấy số cuối này, số cuối trừ số đầu, có đúng không? Chúng ta sẽ chia mấy? Chia 2 và cộng đi cho 1 đơn vị thì ra được số phần tử. Ô nếp, thầy xin lỗi, nếu liên tiếp không chia 2 chứ. Nếu mà chẳng hạt lẻ thì chúng ta chia 2. Nhưng mà 99 trừ 10 bằng 89 cộng 1 là bằng 90 phần tử này. 90 phần tử. Thầy xin lỗi nha, không chia 2 nha. Nếu mà nó là chẳng hạt lẻ, nếu mà nó chẳng hạt lẻ, ví dụ như là 10, 12 rồi 14 rồi, thì chúng ta phải chia 2. Chứ ở đây không có. Do thầy dạy nhiều quá thì nhầm xíu em. Xin lỗi em. 10 tới 90, 99 là sẽ 90 phần tử. Số được viết ra là số chia cho 8. Chia 8 thì ở đây mà ở đây là 10 đúng không? 10 thì không thể lấy được, mà nó bay vậy là bắt đầu từ số 16 đúng không? 16 rồi bao nhiêu cộng cho 8 là 24, cộng 8 là 32, như thế ta cộng lên, sau đó chúng ta đếm ra. Nếu mà ở đây á số chia cho 8 thì thầy đố em cái số cuối cùng của số chia cho 8 là bao nhiêu? Là số 96 đúng không? Bây giờ thầy sẽ, đây là chia cho 8 này. Chia cho 8 là gồm những số này nè. Bây giờ để tính số phần tử này thầy chỉ này. Thầy chỉ này, chúng ta sẽ lấy số cuối này. Sau khi chúng ta xác định được cái số cuối là 96 này, chúng ta trừ đi cho số đầu này. Chúng ta lấy số cuối này trừ số đầu này, chúng ta sẽ chia cho cái khoảng cách đơn vị của nó. 16 với 24 là 8 đơn vị, ở đây chúng ta chia 8 và đây chúng ta cộng 1 thì ra được số phần tử của nó nha. Bạn nào mà không nhớ thì vào chương trình lớp 6 để chúng ta xem lại cái cách tính số phần tử của một tập hợp khi chúng ta biết được số đầu và số cuối và khoảng cách. Đây, cái khoảng cách giữa 16 và 24 này là 8 đơn vị.
Như vậy chúng ta chỉ lấy này, lấy số cuối này. Chứ không một số bạn nói, sao mà thầy biết được nhanh, người ta giải đây là 11 số nè. Em hiểu nào? Như vậy chúng ta sẽ lấy số cuối này, trừ cho số đầu này, đây là số đầu này, đây là số cuối này, chia cho cái khoảng cách đơn vị giữa hai số này. Ở đây 16, 24 là 8 đơn vị, 24, 32 sẽ là 8 đơn vị, cứ như vậy. Và chúng ta nhớ phải cộng 1 này, chúng ta sẽ bấm máy tính này. 96 trừ 16 này bằng này, chia cho 8 bằng cộng cho 1. Có phải 11 số không? Đó, thấy chưa? Đây. Có 11 số. À. Còn nếu mà bạn nào á mà lười tính kiểu đây thì bắt buộc ta phải liệt kê ra. Ví dụ như ở đây 16, 24, 32, chúng ta cộng 8 là 40, sau đó 48, rồi 56, cứ như vậy. Nhưng mà nó rất là lâu. Đấy là những số hữu hạn và chúng ta có thể giới hạn mà chúng ta có thể tính được. Nhưng khi người ta cho ví dụ số 1.000 hay 2.000, 3.000 hay số lớn thì chúng ta phải nhớ cái cách này. Ta phải lấy số cuối trừ số đầu và chia cho khoảng cách, khoảng cách đơn vị ngay chỗ đây này. Ngay chỗ đây thầy đố các em, nếu như thầy chia là chia mấy, chia cho 1, tại vì ở đây là 10, 11, 12 rồi đó. Thì ngay chỗ đây không chia, nghĩa là người ta ngầm hiểu chỗ đây là chia 1 này. Nhưng chỗ đây á, thầy nhắc lại ở chương trình lớp 6 em nha, chương trình lớp 6 bạn nào không biết thì vào đã xem. Nhớ giùm. Được chưa? Ok chưa? Đấy. Cho thân là gặp những cái số kia thầy nói đếm mỏi luôn á. Rồi, áp dụng công thức là ra. Quan trọng là cái cách đếm á. Quan trọng cách đếm nha. Rồi ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo. Ví dụ 6. Rồi, ở đây giải rồi thì thôi. À, ở đây người ta đã chứng minh được là hai thằng này là biến cố xung khắc này. Thấy chưa? Giao với nhau mà chả có chung gì chung thì nó chắc chắn sẽ là xung khắc. Chờ thầy lấy tờ giấy nha. Để thầy sẽ giải cho các em ở cái phần luyện tập 5 ha. Tập 5. Bình tĩnh nha. Học chúng ta phải cảm nhận được và chúng ta phải hiểu nha. Không hiểu là có vẻ khi chúng ta, ví dụ chúng ta học cái phần này xong, chúng ta có thể lấy phần bài tập của phần kết nối và chân trời á. Ta lấy bài tập của hai cái bộ sách đấy chúng ta làm nữ. Đặc biệt là bộ chân trời, ta nói em ra mấy bài khó lạy luôn. Khó kinh khủng em, cái bộ cánh diều này người ta đưa ra cái phần luyện tập bài tập là thầy lấy dễ. Chứ còn cái phần là chân trời á, khó lắm em. Một hộp có 52 chiếc thì cùng loại, 52 đúng không? Nghĩa là người ta sẽ đánh số là từ 1, 2, 3 vân vân cho tới 52 ở đây. Hai thể khác nhau thì rồi ok, rút ngẫu nhiên một thể. Rút ở đây là ngẫu nhiên là một thể đúng không? Đây cái hộp này. Bây giờ rút ra một thể. Trong hộp A xét biến cố này. Như vậy omega N omega đây sẽ là bao nhiêu? 52 này. Đúng chưa? Rồi như vậy biến cố A này. Số xuất hiện trên thể được rút ra là số chia cho 7. Số chia cho 7 thì ở đây tại vì nó là hữu hạn và cái số nó ngắn nên ta có thể liệt kê ra luôn cũng được. Bắt đầu sẽ là số 7 này, 14, 21, cứ cách nhau 7 đơn vị thôi. 28, 35, 42 và 49 đúng không? Rồi ok. Biến cố B là số xuất hiện trên thể được rút ra là số chia hết cho 11. Số xuất hiện rút ra là số chia hết cho 11 đúng không? Thì bây giờ có phải chúng ta liệt kê ra thì ở đây là mấy? 11, cách nhau 11 là 22, 33 và 44. Ok. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, giao của hai thằng này chắc chắn là sẽ rỗng là chắc chắn hai biến cố này sẽ là hai biến cố xung khắc này. Người ta yêu cầu em tính B hợp A, quá dễ rồi. Như vậy thì ở đây này, A giao cho B á sẽ bằng rỗng. Suy ra đây là A và B sẽ là xung khắc. Chắc chắn là xung khắc đúng không? Nhưng mà từ đây chúng ta thấy này, từ đây thì n của a bằng mấy nha? Mấy phần tử ta đếm này, 1 2 3 4 5 6 7, thằng này sẽ là 7 phần 7 đúng không? Từ phần, tại thầy nói số phần tử mà. Còn thằng này là mấy? N của b là mấy? 1 2 3 4 sẽ là 4. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra xác suất b của a sẽ bằng n của a chia cho n của omega sẽ bằng là 7 phần 52. Còn b của b sẽ bằng n của b chia cho n của omega sẽ bằng ở đây là 4 phần 52, đúng chưa? Như vậy tại vì a và b là hai biến cố xung khắc nên từ đó chúng ta áp dụng công thức b a hợp b, nó chỉ có công thức là b của a cộng cho b của b thôi. Như vậy nó sẽ bằng là 7 phần 52 cộng cho 4 phần 52
thì chắc chắn kết quả đây sẽ bằng 11/52. Xong. Để đó. Rất là đơn giản luôn. Không có gì khó hả em? Thực sự em là như vậy. Nha. Chúng ta có thể lấy ở cái phần bài tập của cái bộ kết nối và chăm trời để chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể làm thêm, hoặc là nếu mà cao hơn nữa thì chúng ta có thể làm ở sách bài tập. Một sách bài tập này là chuyên đề nhé, phần chuyên đề. Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể nâng cao trình độ của mình. Ở trên mạng thì bữa nay nó tài liệu rất là nhiều em, đầy giấy trên mạng ấy. Ta cứ vào Google các kiểu chúng ta gõ ra, chúng ta chọn những cái nào mà nó phù hợp với năng lực của mình để chúng ta bồi dưỡng thêm. Quan trọng là ở đây thầy truyền đạt cái cơ bản nhất và cái bản chất của nó để chúng ta hiểu, và từ đó chúng ta có thể phát triển thêm nha. Chứ thầy cũng muốn quay chuyên đề rồi nâng cao các kiểu từ khi á, nó chỉ một bộ thôi, giờ ba bộ, tại vì phải lo quay cái chương trình sách giáo khoa cho nó xong mới đã, rồi mới chuyển qua cái phần sách bài tập, rồi mới chuyển qua tới chuyên đề nâng cao, rồi mới giải đề, luyện đề các kiểu, nên là phải theo từng bước em. Giống như một ngôi nhà, chúng ta phải làm cái móng trước, rồi mình xây tường, xây đồ lên, chứ không thể đùng cái làm cái mái lên được. Em hiểu nè, nên là chúng ta thông cảm này nha. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc. Chúc em học tốt, trong clip sau á thì thầy sẽ quay cho em ở công thức thứ nhân. Về công thức cộng ta hiểu chưa? Nếu như A và B xung khắc thì chúng ta chỉ có BA cộng BB thôi. Còn nếu A và B không xung khắc, nghĩa là có cái chung, nghĩa là có liên quan với nhau, thì chúng ta sẽ trừ thêm cho cái phần chung nữa, nghĩa là trừ cho xác suất của A giao B, giống thầy như vậy. Ok. Đối với bài này thì thầy cũng có chuẩn bị sẵn cho các em ở cái phần giải. Đây, phần giải này. Nghĩa là trong này nó có chữ để chúng ta ghi á. Còn nãy thầy chỉ nói miệng thôi, nó không có chữ thì đó, ok chưa? Ta ghi chép tham khảo câu chữ như nào để chúng ta ghi vô. Được chưa? Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúc em học tốt, bye bye, ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.